Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu mua hàng online của người dân tăng cao, đồng nghĩa với hoạt động giao hàng có cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, tính chất công việc, áp lực thời gian giao hàng, thậm chí tranh giành đơn hàng khiến nhiều shipper vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Trên các trục đường của thành phố Lào Cai, không khó bắt gặp hình ảnh các shipper điều khiển xe máy với tốc độ cao hơn so với những người cùng tham gia giao thông. Thậm chí có những shipper đi ngược chiều, lạng lách, vừa đèn đỏ, vừa điều khiển xe mô tô, vừa đọc tin nhắn hay nghe điện thoại di động, gây bức xúc cho người đi đường. Tôi thấy là các anh em là chạy là hơi bị ẩu, không an toàn về đường giao thông. Thế tôi cũng mong muốn là các cơ quan quản lý, công ty shipper là cũng nhắc nhở các anh em là làm sao để chạy làm đảm bảo an toàn. Theo rà soát của cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Lào Cai có 10 công ty kinh doanh dịch vụ giao hàng với gần 300 shipper. Tuy nhiên, trên thực tế, con số nhân viên shipper đang hoạt động còn cao hơn nhiều. Ngoài các công ty có giấy phép kinh doanh, hoạt động tuân thủ theo các quy định của pháp luật, vẫn có những hội nhóm từ 3 đến khoảng 10 shipper thường xuyên tham gia giao hàng. Vì không có tổ chức, không có người quản lý và hoạt động tự phát nên các shipper này không được huấn luyện, tuyên truyền và ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn khi tham gia giao thông. Nhiều shipper khi đi giao hàng phóng nhanh vượt ẩu đã gây tai nạn, trong đó có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thứ nhất là đã rà soát lập danh sách, điều tra cơ bản rất là cụ thể. Thứ hai nữa là đã tổ chức cho các đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh về luật giao thông đường bộ. Thứ ba nữa là chúng tôi đã tổ chức hội nghị mời các shipper tại về hội trường công thành phố để tiến hành tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật. Hoạt động bán hàng trực tuyến gắn với dịch vụ giao hàng đến tận nhà trên địa bàn thành phố Lào Cai đang rất phát triển. Vì vậy, công tác kiểm tra giám sát để hoạt động giao hàng đi vào nền nếp, quy củ, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và tạo thiện cảm với người dân khi tham gia giao thông, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra là cần thiết. Mọi người đều phải cố gắng thực hiện tốt cái luật an toàn giao thông để cho bản thân mình, cho cả toàn xã hội nữa. Đây vừa là quyền và quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, những người làm nghề giao hàng cần thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.